thu giữ hơn 2.000 lít mật ong chế biến từ mạch nha. Hôm nay, đội quản lý thị trường số 24, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Hoài Đức bất ngờ tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất mật ong Hoa Nhãn tại thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức do ông Phan Văn Quyết, 50 tuổi làm chủ. Cơ sở không có biển hiệu cũng như địa chỉ rõ ràng. Lực lượng quản lý thị trường bắt quả tang cơ sở đang sản xuất mật ong từ đường, nha và nước cốt mạch nha pha theo tỷ lệ. Chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ về đăng ký kinh doanh cũng như hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của nguyên liệu, hàng hóa tại cơ sở. Kiểm đếm thực tế, lực lượng chức năng ghi nhận hơn 2.000 lít mật ong hương nhãn đã được đóng gói thành phẩm. Trên nhãn hàng hóa ghi công dụng là bồi bổ cơ thể, chống quá trình lão hóa, cho hệ tiêu hóa và tuần hoàn, dùng để điều trị viêm loét dạ dày, tá tràng. Nơi sản xuất thể hiện trên nhãn là xã Ông Đình, Khoái Châu, Hưng Yên. Một chai mật ong 1 lít được cơ sở bán ra với giá 99.000 đồng. Đặc biệt, 100% hàng hóa của cơ sở được bán trên nền tảng thương mại điện tử Facebook. Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đang tiến hành các thủ tục để tạm giữ hàng hóa, tiếp tục xác minh, làm rõ các dấu hiệu vi phạm.